tiếp tục chuỗi số phát sóng đặc biệt của chương trình Hành Trình Hương Vị, đồng hành cùng căn bếp thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Số phát sóng tiếp theo vào lúc 19:40 Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng MC Lâm Trí Thuận vào bếp tìm hiểu cách chế biến cốt lết ram mặn. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé!